điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Tôi cũng chưa biết điều gì xảy ra, chút xíu nữa quý vị biết nha. Còn bây giờ thì mình nghỉ chơi chút, mình quay trở lại. 1, 2, 3, 2. Yeah. Thưa quý vị, đây là vòng chơi cũng rất là nhanh, tay lẹ mắt. Đầu tiên thì hai đội sẽ nghe tôi đọc câu hỏi để giành quyền ưu tiên trả lời bằng cách là nhấn chuông. Và người nào nhấn chuông xong trả lời, mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được 10 giây. Nếu như các bạn trả lời được 30 câu, các bạn có 300 giây. 300 giây để làm gì? 300 giây đó để dùng cho thành viên của đội các bạn để thi về lực. Càng trả lời được nhiều câu, các bạn có nhiều giây để giúp cho đồng đội mình chiến thắng. Và trò chơi thể lực thế nào? Mời các bạn xem hình sau đây. Ở thử thách thứ hai, sau khi người trí tuệ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác, người thể lực sẽ trải qua thử thách mang tên vận chuyển chứng. Hai người chơi thể lực sẽ cầm một chiếc muỗng sinh tố, di chuyển qua một sàn xà phòng để chuyển thật nhiều trái trứng gà luộc về đích. Với mỗi trái trứng gà về đích đúng luật, đội chơi sẽ có 10 điểm, tương đương với 500.000 đồng tiền thưởng. Nghe đơn giản thế thôi, nhưng hai đội phải cẩn thận vì sàn xà phòng rất trơn. Đó là trò chơi thể lực. Tôi xin hỏi huấn luyện viên, bây giờ các bạn cử ai sẽ là người chơi đầu tiên về trí tuệ? Đã thua rồi, bắt buộc phải đổi mà. Đúng không? Hỏi nghi không? Cho nên Bích Trâm, anh vẫn chọn em. Ai dẫn chung trước trả lời trước. Chuẩn bị. Câu hỏi bắt đầu. Thành phố châu Âu nào được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng? Paris. Chính xác. Trời âm âm u u nhưng bốn người chỉ có cái dù, làm sao để bốn người không bị ướt? Hú hồn, trời đâu có mưa đâu mưa. Đúng rồi, trời âm âm u u chưa có mưa. Diễn viên thủ vai thầy giáo mưa trong MV Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm có tên là gì? Martin Phát. Yeah. Chính xác. Trái trứng gà còn gọi là trái gì? Trái gì? 3, 2. Ma. Chính xác. Yeah. Trong tên chị Phương Thanh có bao nhiêu chữ H? Phương Thanh. Chính xác. Yeah. Hay quá vậy. Ai là người đang điều hành Facebook? Mark Zuckerberg. Chính xác. Ăn cơm nhà Phát. Tôi ăn không? Chính xác. Ôi, đã xong câu hỏi rồi hả? 8 nhân 2 nhân 4 bằng bao nhiêu? 1. Chính xác. Vậy thì 8 mũ 2 bằng bao nhiêu? 8 3, 2, 1 8, 4. Chính xác. Châu lục nào bị eo biển cắt rời làm hai? Châu lục nào? Châu Mỹ. Chính xác. Châu Mỹ. Đây đó rồi. 2 phút 19 giây là bao nhiêu giây? 139. Chính xác. Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? 11. Chính xác. 11. Ốc nào không biết bò? Ốc nhảy. Ốc nào? Chưa. Đúng rồi. Có bán kính làm thế nào tìm đường kính đường tròn? Nhanh đôi. Đúng rồi. Hai diễn viên chính trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời có tên là gì? Sao Yuki và cái gì nữa? Không đi. Không được. Cho qua. Ai là tác giả của truyện Cánh Đồng Bất Tận? 3, 2, 1. Không phải. Nguyễn Ngọc Tư. Đúng rồi. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ là truyện cổ Grimm hay là Andersen? Grimm. Chính xác, Grimm. An Khánh trong phim Cô Ba Sài Gòn do ai thủ vai? An Khánh hả? Má Hồng Vân. Chính xác. Chu vi hình vuông 144 cm, chiều dài cạnh là bao nhiêu? Chu vi hình vuông 144 cm, chiều dài cạnh là bao nhiêu? Chia 6. 36. Chính xác. Chắc 4 rồi, sai rồi. Vậy chu vi hình thoi 144 cm, chiều dài cạnh là bao nhiêu? Nãy nói nhiêu vậy? Bao nhiêu ạ? Nãy nói nhiêu? 36. Rồi, 36.
Đúng rồi. Huấn luyện viên hiện tại của đội bóng U23 Việt Nam là ai? Ông. 3, 2. Bác. Bác Hàng Sô. Bác Hàng Sô. Bác Hàng Sô. Cái gì? Bác Hàng Sô. Bác Hàng Sô. Bác Hàng Sô. Phát âm đúng vậy là Bác Hàng Sô. Đúng rồi. Ok yeah. Ok ok. Bác Hàng Sô đi chứ trời ơi trời. 5,45 cộng 5,54 bằng bao nhiêu? 5,45 cộng 5,45 cộng 5,54 10,89. Không phải. 10,99. 10,99. 10,99. Tôi cảm ơn bộ tác nha. Cảm ơn Thi Hồng nha. Quan trọng là đèn. Người sáng lập ra hãng thời trang Chanel là ai? Coco Chanel. Chính xác. Ai cho tao lương thiện, tao không thể làm người lương thiện nữa là câu nói nổi tiếng của nhân vật nào? Chí mèo. Chí mèo. Ai mà chung chung vô chí mèo. Đúng rồi, chơi xong rồi. Chí mèo. Chí mèo. Chí mèo. Hercules là con trai vị thần Hy Lạp nào? Gì quá rồi. Chính xác. Câu cuối cùng. Tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay ở đâu? Sai. Mỹ. Không phải luôn. Hết giờ. Hết giờ. Đội của Quốc Thuận nhận được 130 giây, tương đương với 13 câu trả lời đúng. Và đội Phương Thanh nhận được 100 giây với 10 câu trả lời đúng. Yeah. Mặc dù chạy sao nhưng mà cũng gần. Như vậy là hai đội đã có thời gian tự họ tìm được rồi. Bây giờ đồng đội của họ thì lực như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng chơi lực dành cho hai đội. Bên kia hai thành viên anh Huy và Bảo Quân chuẩn bị rồi. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ lấy tiền về cho đội của mình ha. Bên đây hai thành viên để ủng hộ thôi. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Đi, em đi chậm thôi, em đi chậm thôi. Cứ chậm từ từ, từ bước một, chậm đi, chậm đi. Đây nè, tập trung nè, Huy. Huy, đưa đây cho anh. Trời ơi, hai trứng. Bảo ơi, đi chậm thôi Bảo. Mình dư dây, mình đi chậm thôi Bảo. Đó, đó, thấy không? Em ơi, đi nhanh lên. Nhanh lên. Đi nhanh lên làm rớt. Đi vậy đi. Chuột đi. Nhanh lên làm rớt. Một trứng 500 ngàn đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Làm rớt nữa đi, làm rớt nữa đi. Quân ơi, lên luôn đi. Lên luôn. Hai mươi hai. Hai mươi. Yeah, 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 yeah. Từ từ, từ từ. Đưa lại anh. Hey, hey, không có được. Cái này của tôi, cái này của bên tôi. Ok. Huy. 19, 8, 7, 6, 5, 4, Bảo ơi, mẹ lên. 2, còn còn 3 giây nữa. Mẹ lên hả? Mình hết giờ rồi. Bên kia cũng không kịp đâu. Trái này về cũng rớt hà. Đó, đó, tôi nói rồi. Lại, lại, còn 30 giây kìa. Bình tĩnh Quân ơi, bình tĩnh, bình tĩnh ra coi. Chồng ta làm gì, không có nữa. Bình tĩnh Quân. Từ từ thôi à. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hết giờ, hết giờ. Bảo Quân và Hồ Bích Trâm có 5 trứng 2.500.000 đồng. Đội của anh Huy và Phù Tạc 7 trứng
3,5 triệu. Chúc mừng. Thưa quý vị, phải nói là càng ngày trò chơi càng hấp dẫn. Còn rất là nhiều điều mà quý vị cần theo dõi nữa. Đừng tắt tivi nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa. Chào đón quý vị quay trở lại với Trí Lực Xanh Đồi Body and Brain. Thưa quý vị, ở vòng chơi này rất là quan trọng cho hai đội đây. Nãy giờ ai có tiền nhiều thì chưa biết, nhưng mà các bạn phải quyết liệt ở vòng chơi này. Nó quan trọng ở chỗ thế này nè. Ai thắng sẽ bước vào vòng chơi cuối cùng có trị giá 20 triệu đồng. Thành ra cố gắng lên nha. Trò chơi thế nào? Mời tất cả chúng ta xem hình ảnh sau đây. Thử thách lần này mang tên thử thách ghép hình. Đơn giản thôi, người thể lực sẽ lấy các miếng ghép và hoàn thiện bức hình logo của chương trình. Đừng quên thời gian hoàn thành thể lực của cặp này sẽ là thời gian trả lời câu hỏi của trí tuệ cặp kia. Thế nên, hãy nhanh tay lên nhé, người thể lực. Dòng này, anh sẽ chọn Bảo Khôn. Trời ơi, chọn Bảo Khôn. Phương Thanh thì là bên kia cứ Bảo Khôn, là bên này là Huy. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta cố gắng nhanh nha để xem thời gian của ai là nhanh nhất. Hồ Bích Trâm có 1 phút 11 giây. Đội của anh Huy và Mù Tạc có 1 phút 48 giây. Như vậy thì hai đội chuyển đổi đồng hồ cho nhau. Cứ thế chúng ta làm ha. Cứ thế chúng ta sẽ tham gia phần thi trí tuệ ha. Nhưng mà đừng lo lắng. Nãy chúng ta đã có thời gian cũng chưa được nhiều lắm. Thành ra vòng này chúng ta còn có điều kiện mới nữa là gì? Cơ hội là mua thêm thời gian. Thưa quý vị, có rất nhiều ô số, 12 ô số. Mỗi ô số có trị giá khác nhau về thời gian. Cộng 0 giây, trừ 5 giây, cộng 5 giây, 10 giây, 15 giây, 25 giây luôn. Yeah. À, thành ra là có sự thay đổi nếu như đội nào may mắn mua trúng cái 25 giây đó. Tôi nghĩ rằng là hai đội các bạn có mua không?
Mua chứ. Mình vào mà. Thôi. Thì các bạn phải mua. Hiện nay đội Quốc Thuận có 7 triệu đồng. Đội của Phương Thanh có 12 triệu 500 ngàn đồng. Mình nhiều tiền hơn, mình mua tới luôn. Tới luôn chị ơi. Chúng ta sẽ ưu tiên cho đội nào có thời gian ở vòng chơi này. Đó chính là đội Phương Thanh. Vậy thì các bạn có mua ở lượt đầu tiên hay không? Mua. Yeah. Nhẹ nhàng thôi. Nào, số mấy Phương Thanh? Chị chọn con số 2 đó. Số 2 phải không chị? Số 2 là quyết định. Ủa Thanh ơi, anh lại chọn số 2 vậy? Trời ơi, thích số nào chọn số đấy. Đó là chuyện của tổ chức mình. Chúng ta sẽ mở xem số 2 là... À, em thấy rồi. Thấy rồi, luôn. 25 giây, cộng 25 giây. Trời ơi, cộng 10 giây. Thấy không, lên 10 giây. Hay quá. Bây giờ tôi hỏi Quốc Thuận, có mua không? 3 10 giây rồi, mua, 2, mua. Mua. Số mấy? Giờ muốn hỏi hàng xóm của tôi chọn số mấy? Số mấy? Tôi chọn số 8. Số 8. Số 4. Trừng năm là chúng ta khỏi có nhìn mặt nhau luôn. Yeah. Ok. Yeah. Đây là đầu xuôi đuôi lọt. Ông nói chung á là Quốc Thuận cũng hay. Bạn tính toán rất hay. Và cuối cùng có 5 giây của các bạn. Yeah. Thôi mình có 5 giây rồi. Với lượt thứ hai, Phương Thanh có chọn hay không? Mua không? Mua chị. Mua chứ. Mua tiếp. Luôn luôn mua. Số mấy? Số 7 đi. Số 7 mở luôn. Ông mua. Đây. Ông bị trừ điểm đó, ông tin tôi đi. Tôi tin mày luôn. Tôi thề các bạn luôn là các bạn được cộng thêm. Các bạn được cộng thêm. Chúc mừng. Cộng số 0. Chịu bạn luôn. Thấy chưa. Cộng mà. Cộng. Ông bị trừ là vui rồi. Đúng rồi, cộng mà có gì lo. Quốc Thuận. 3. Mua hả? Mua à. Đủ hơn rồi. Số 8. Số 8 hả? Số 8. Số 8. Cái số bị trừ đó. Kệ đó. Cái số 0 không thể nào là số trừ. Ủa chưa quyết định mà. Này ai chưa quyết định mà. Anh quyết định. Cái gì hết rồi. Tôi cười hết trơn. Trời ơi tôi sợ cái điệu cười liền quá. Yeah. Chúc mừng. Em không dám mở ra nhìn luôn á. Phải mở đi, không có gì hết. Mình hơn bên kia. Hơn. Cộng 5 giây, chúc mừng. Đừng mua nữa, tốn hơn triệu đó. Đủ chưa? Trả lời là chơi cho tới. Mua, chơi là phải 25 giây là khỏi. 25 giây. Chọn cái 25 giây cho chị. 25 giây để em chọn cho. Mình thỏa thuận với nhau số mấy? Số 1, ok. Số 1 phải không? Số 1. Nào. Không thấy gì hết. Và cuối cùng là chúc mừng cộng 10 giây. Nguy hiểm, thuộc về đội của Quốc Thuận. Mua không? Banh xác luôn. Mua. Số mấy? Từ từ anh ơi. Cộng. Thì cái này là trừ rồi. Cái này là cộng thì cái này trừ. Bây giờ còn 4 cái này là cái nào cộng nè. Số 10. Em không mua. Anh xác luôn. Anh ơi em không mua nó được không? Anh mua. Không. Được ăn cả ngã về không? Ủa có cái này mà trừ em không thấy đâu hả? Không. Tôi không còn yêu em nữa. Em ơi có bao nhiêu? Không. Tôi không còn yêu em nữa. Con số 0. Chưa bị trừ là bay rồi. Nhiều đó là đủ trả lời rồi. Nói tóm lại là hên xui rồi. Hên xui. Bây giờ chúng ta bắt đầu cộng điểm nè các bạn. Đội Quốc Thuận có 1 phút 58 giây. Và đội Phương Thanh có 1 phút 31 giây. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi quan trọng lắm. Với số thời gian các bạn đang có, để biết ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi.
Đầu tiên chúng ta sẽ đến với đội ít thời gian hơn, đó là Mù Tạc với là anh Huy. À, cố lên em. Em 1 phút 31 giây em trả lời được bao nhiêu câu hỏi thì chúng ta tính bấy nhiêu. Tập trung hết sức mình. Thời gian bắt đầu tính. Ca khúc Skyfall do ca sĩ nào thể hiện? Bảo Quang. Tộc người Na'vi trong phim Avatar có màu gì? Xanh. Chính xác. Con gì ăn lửa bên than? Con tàu hỏa. Chính xác. Ở nước ta núi nào có 5 ngọn quay quần? Núi Ngũ Hành Sơn. Chính xác. Cầu gì nhìn thấy nhưng không đi lên được? Cầu gì nhìn thấy nhưng không đi lên được? Cầu bông. Chính xác. Đạo diễn phim Tèo Em là ai? Chắc Linh Nguyễn. Chính xác. Cái gì lúc mua thì đen, lúc xài thì đỏ, lúc vứt thì xám? Bỏ qua. Khổ qua còn gọi là gì? Mất đắng. Chính xác. Đi chợ mua gì không tốn tiền? Mua nợ. Chính xác. Cái gì muốn dùng thì ném đi, không dùng thì thu lại giữ lại? Bỏ qua. Trong phim người nhện bám lên bức tường bằng gì? Mạng nhện. Không phải. Bằng bỏ qua. Miền Nam gọi là gỏi, miền Bắc gọi là gì? Chính xác. Trong phim hoạt hình Aladdin và cây đèn thần, thần đèn mặc áo màu gì? Màu đỏ. Màu vàng. Không phải, thần đèn không có mặc áo. Trong truyện Doraemon học lớp mấy? Doraemon không đi học. Chính xác. Nhân vật Chen trong phim Doraemon hát bài nào hay nhất? Đi học. Bỏ qua. Rồi. Từ nào trong tiếng Việt nếu bỏ dấu thì nghĩa vẫn không thay đổi? Từ gì trong tiếng Việt nếu bỏ dấu không thay đổi? Hết giờ. Gì? Hết giờ. Như vậy là Mù Tạc trả lời được 9 câu hỏi trong thời gian của bạn. Ê, bên kia chỉ cần 8 câu thôi nha. Chỉ cần 8 rồi, câu thôi. Mời em về chỗ. Và bây giờ tôi xin mời đội của Quốc Thuận chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Trong bài hát Bốn Phương Trời ta trao nhau những gì? Trong... bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Hiệp sĩ lợn trong phim hoạt hình cùng tên có màu gì? Màu hồng. Chính xác. Ca sĩ Z-Dragon là trưởng nhóm nhạc nào? Qua. Thầy trò Đường Tăng phải trả qua bao nhiêu kiếp nạn để thỉnh được kinh trong phim Tây Du Ký? Thầy trò Đường Tăng 82, 82. Tên của quốc gia nào có nghĩa là ngày? Nhật. Chính xác. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh tên Giang? Qua. Trong Alibaba và 40 tên cướp, Alibaba sử dụng đèn thần mấy lần? Không có lần nào. Chính xác, Alibaba không có đèn thần. Con mèo nào không bao giờ đụng đến chuột? Mèo mái. Mèo mái, đúng rồi. Ca khúc Sticky Cup là do ca sĩ nào trình bày? Taylor Swift. Chính xác. Qua. Tất cả ông vua gọi hoàng hậu bằng gì? Ông vua gọi hoàng hậu bằng đúng rồi. Gia cốc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hột than là quả gì? Hột than bên trong hột có màu đen, ngoài đúng rồi. Nhãn hay vải? Nhãn. Chính xác. Trái lòng mứt là trái gì? Trái lòng mứt là trái trái gì? Trái miền Tây mình có nhiều. Sao đúng rồi. Nhóm nhạc SNSD khi ra mắt có bao nhiêu thành viên? SNSD đúng không ta? 9 thành viên. Đúng rồi. Một cái lều màu hồng, có một người đàn ông mặc bộ đồ hồng, nằm trên gối màu hồng, đắp chăn màu hồng, tất cả đều màu hồng. Hỏi cầu thang màu gì? Màu hồng. Không phải, lều không có cầu thang. Và như vậy, đội của Quốc Thuận cũng nhận được 9 điểm. Yeah, đều luôn. Woohoo. Mình cũng chín. Hai đội đều chín hết. Hay quá. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi phụ. Và câu hỏi phụ sẽ áp dụng bàn thắng vàng. Ai trả lời được một câu hỏi là vô luôn. Đó. Thưa quý vị, và bây giờ đội nào sẽ là đội Ở lại. Đội nào sẽ là đội Ra đi. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ áp dụng bàn thắng vàng, tức là đội nào trả lời đúng là vào vòng trong luôn. Và khi tôi đọc câu hỏi xong thì tôi nói chữ hết, các bạn mới chạy là nhấn chuông. Nếu người khác trả lời không được, các bạn phải nhấn chuông để trả lời tiếp theo.
núi nào? Nóc nhà của Tổ quốc cả. Nóc nhà Tổ quốc. Ba. Nóc nhà Cà Mau. Không phải. Ba. Ban Si Păng. Chính xác. Chính xác. Như vậy chúng ta chúc mừng cho đội huấn luyện viên Phương Thanh. À, chúc mừng đội Quốc Thuận đã đoạt được giải nhì. Yeah. Như vậy là đội của Quốc Thuận sẽ nhận được số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Yeah, chúc mừng các bạn. Cảm ơn. Em và rất đội giỏi. Của Mù Tạc Anh Huy cùng huấn luyện Phương Thanh Bảo Quân nhận được 9.500.000 đồng. Nhưng các bạn còn một vòng chơi nữa. Đó là vòng chơi cuối cùng. Chúc mừng. Và các bạn đến với vòng cuối cùng của trí lực sánh đôi Body and Brain. Ở vòng chơi này thì hai thành viên có nhiệm vụ như sau. Thử thách cuối cùng có tên chinh phục vách núi. Có hai vách tường cao 3 mét đã được chương trình chuẩn bị sẵn. Người thể lực sẽ phải dùng sức của tay và chân để luôn giữ mình ở trên hai vách tường này. Hãy nhớ rằng chỉ tay và chân là bộ phận được chạm vào vách tường thôi nhé. Trong lúc đó, người trí tuệ sẽ trải qua các câu hỏi của mốc tiền thưởng. Người thể lực phải cố diễn sức mạnh của mình, vì nếu rời chạm đất thì thời gian của đội sẽ kết thúc đấy. Và bây giờ, xin mời anh Huy bắt đầu. Tổng số phép thần thông của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới là bao nhiêu? 72 cộng 36 là 108. Chính xác. Đường nào được đưa vào thơ và nhạc nhiều nhất? Đường nào được đưa vào thơ và nhạc tình nhiều nhất? Chính xác. Cá nào không gầy? Cá nào không gầy? Chính xác. Có bao nhiêu chòm sao hoàng đạo? Có bao nhiêu chòm sao hoàng 12. đạo? 12. Chính xác. Cô Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc bán cái gì? Sách. Chính xác. Ông Bá Hộ trong tác phẩm Chí Phèo nhà văn Nam Cao tên gì? Bà Kiến. Chính đúng xác rồi. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng gì gì công cha? Mới biển mênh mông không đông đầy bằng tình mẹ, lưới trời lồng lộng không phủ kín công cha. Chính xác. Thành viên nào của nhóm Big Bang đã lấy vợ? Cái gì ta? Tây Dân. Chính xác. Quảng trường Tân Thanh là tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ nào? Nguyễn Du. Chính xác. Sông gì có nước mắt? Sông Nhật Lệ. Chính xác. Như vậy là đội chúng ta đã trả lời được 20 triệu. Chỉ số của các bạn hiện nay là 29.500.000 đồng. Ban Si Păng. Chính xác. Một lần nữa thì chúc mừng Phương Thanh, chúc mừng anh Huy và Vô Tạc. Các bạn đã nhận tổng cộng của chương trình là 29.500.000 đồng. Chúng tôi xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Và bây giờ chúng tôi muốn hai bạn nói gì nào? Chúng tôi là một cặp trí lực sánh đôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình trí lực sánh đôi Body and Brain. Xin chào.
bạn đến với chương trình Trí Lực Sánh Đôi Body and Brain. Đội đầu tiên giới thiệu Lê Dương, Bảo Lâm và Nam Thư. La Thành và Khả Ngân. Nam Thư là tên gọi khác của con vật nào? Cá sấu. Chính xác. Yeah. Đúng rồi.